đoạn video được một kênh Telegram ủng hộ quân đội Nga đăng tải ngày 16 tháng 7 cho thấy, lính dù Nga sử dụng súng trường bắn vào chiếc máy bay không người lái UAV của Ukraine cho đến khi mục tiêu rơi xuống đất và phát nổ. Đoạn clip đen trắng dài 30 giây được ghi lại bằng thiết bị nhìn đêm cho thấy thứ gì đó giống như qua copter UAV bốn cánh và người lính đang cố gắng đưa nó vào tâm điểm nhắm bắn. Có thể nghe thấy tiếng đạn khi binh sĩ này bắn từng phát vào chiếc UAV. Một kênh Telegram khác cho biết người lính này sử dụng súng phòng không để bắn vào chiếc máy bay không người lái. Sau vài phát đạn, chiếc UAV bốc cháy và rơi xuống đất. Có thể nghe thấy một tiếng nổ lớn sau đó. Theo các chuyên gia quân sự, máy bay không người lái cực kỳ khó bị bắn hạ bằng vũ khí nhỏ như súng trường. Mặc dù chiếc UAV trong đoạn video trông giống như một chiếc quadcopter thông thường đang bay lượn trên bầu trời, nhưng chú thích của video cho thấy đó là một chiếc máy bay không người lái Baba Yaga của Ukraine. Baba Yaga có kích thước lớn và có khả năng mang tải trọng lên tới 50 kg, ban đầu được thiết kế để sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp. Mẫu UAV này có các biến thể quadcopter, hexacopter sau cánh hoặc octocopter 8 cánh. Theo quân đội Nga, Baba Yaga có thể mang theo tối đa 4 quả đạn cối để thả xuống mục tiêu, một số biến thể được cho là có sải cánh dài tới 3 mét. Baba Yaga có tốc độ khá chậm khi đẩy tải, chỉ khoảng 40 km h Cánh quạt của chúng cũng phát ra âm thanh lớn. Các UAV này có trần bay 400 m và phạm vi hoạt động khoảng 10 km. Lực lượng Ukraine thường sử dụng loại UAV này trong các cuộc đột kích vào ban đêm nhằm vào các vị trí của Nga. Trần bay thấp và tiếng ồn khiến Baba Yaga dễ bị phát hiện. Dù vậy, quân đội Nga vẫn coi loại UAV này là mục tiêu khó chịu vì chúng được điều khiển bằng hệ thống vệ tinh Starlink và có khả năng bay tự động. Điều đó khiến chúng có khả năng chống chịu cao trước các hệ thống tác chiến điện tử thường được sử dụng để chống UAV. Khởi tháng tư, các binh sĩ Nga từng phát hiện UAV Baba Yaga ở khoảng cách lên tới 6 km bằng camera nhiệt. Sau đó họ đã cố gắng chọc mù mục tiêu và bắn hạ chúng. Chủ thích trong đoạn video được công bố ngày 16 tháng 7 cũng cho biết người lính bắn hạ UAV đã gắn một ống ngắm nhiệt trên vũ khí. Nga ban đầu sử dụng bán đảo Crimea làm bệ phóng cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và sau đó làm nơi tập trung cho các cuộc oanh tạc trên không. Nhưng đến hiện tại, Ukraine được trang bị tên lửa chính xác do Mỹ sản xuất, lần đầu tiên có khả năng vươn tới mọi ngóc ngách của Crimea khiến cuộc xung đột giờ đang diễn ra theo hai chiều. Ngày kỳ được trang bị các loại tên lửa tầm xa từ phương Tây, Kiev đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của Nga trên bán đảo Crimea, tập trung vào các mục tiêu như sân bay, hệ thống phòng không và trung tâm hậu cần. Kể từ khi ATACMS xuất hiện vào mùa xuân năm nay, quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy hoặc làm hư hại ít nhất 15 hệ thống phòng không tầm xa của Nga ở Ukraine. Trong số đó, có các tổ hợp S-300 và S-400 phiên bản hệ thống phòng không Patriot của Moscow. Theo New York Times, kể từ khi sáp nhập Crimea vào năm 2014, Moscow đã đầu tư rất nhiều vào việc mở rộng sự hiện diện quân sự tại đây. Từ Sevastopol ở phía Tây đến Kursk ở phía Đông đã xuất hiện các cơ sở quân sự nằm dài rác ở các khu vực ven biển và ẩn giấu trong các khu vực miền núi. Crimea giúp hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở miền nam Ukraine và là nơi đặt rất nhiều hệ thống tên lửa trên đất liền được sử dụng để nhắm vào các thành phố và thị trấn của Ukraine. Việc xuân thủng hệ thống phòng không mạnh mẽ của Nga vẫn còn nhiều thách thức, nhưng mùa hè này, Ukraine đã có thể tiến hành các cuộc tấn công tương tự nhằm áp đảo và tạo ra tổn thất cho hệ thống phòng không ở đây. Trong một cuộc tấn công đa hướng, bắt đầu từ ngày 29 tháng 5, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái trên không và trên biển được sản xuất trong nước, tên lửa hành trình của phương Tây và ATACMS để áp đảo hệ thống phòng không tiên tiến của Nga, quân đội và cơ quan tình báo Ukraine cho biết. Vụ tấn công đã làm hư hại hai chiếc phà đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng quân sự giữa Nga và Crimea. Cơ quan tình báo quân đội Anh cho biết trong một tuyên bố, cuộc tấn công của Ukraine vào các bến phà và cuộc tấn công sau đó vào kho nhiên liệu gần đó một lần nữa làm nổi bật khả năng dễ bị tổn thương của eo biển do Nga kiểm soát bất chấp sự đầu tư đáng kể của nước này vào an ninh và phòng không. Một quan chức cấp cao của Mỹ theo dõi chặt chẽ cuộc chiến cho biết Ukraine đang sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp rất hiệu quả. Quan chức này cho biết Ukraine có đủ ATACMS để duy trì chiến dịch Crimea, đồng thời nói thêm rằng đạn dược đang được bổ sung liên tục. Mặc dù không cung cấp con số chính xác, quan chức này cho biết Mỹ đã gửi hàng chục tên lửa chứ không phải là hàng trăm. Cơ quan tình báo quân đội Anh đưa tin các cuộc tấn công liên tục nhằm vào hệ thống phòng không của Nga có thể buộc Moscow phải di chuyển một số máy bay chiến đấu khỏi Crimea hoặc có nguy cơ mất thêm máy bay. Kiev đang thúc ép chính quyền Tổng thống Biden dỡ bỏ các hạn chế để có thể mở rộng chiến dịch nhắm vào các căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, hạn chế số lượng địa điểm máy bay ném bom Nga có thể trú ẩn. Đây là một nỗ lực chiến lược mới khi Kiev tìm cách gây tổn hại cho lực lượng Nga, vốn từ lâu đã sử dụng bán đảo này làm căn cứ hoạt động ngay ngoài khơi bờ biển phía nam Ukraine. Mặc dù khó có thể có nhiều tác động ở tiền tuyến, nhưng chiến dịch của Ukraine với phiên bản tầm xa của hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội được gọi là ATACMS dường như buộc Điện Kremlin phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về nơi triển khai một số hệ thống phòng không mạnh nhất để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng. Trong 3 tháng qua, hình ảnh vệ tinh thương mại được các nhà phân tích quân sự kiểm tra đã xác nhận thiệt hại đối với các hệ thống tada, tài sản tác chiến điện tử, tuyến hậu cần và sân bay của Nga. Justin Brown, nhà nghiên cứu cấp cao về sức mạnh không quân và công nghệ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở London, người đã nghiên cứu hình ảnh vệ tinh cho biết, công bằng mà nói thì Ukraine đã đạt được những thành công khá ấn tượng trong vài tháng qua. Các cuộc tấn công vào Crimea cũng có thể có tác động không đáng kể đến cuộc chiến trên tiền tuyến, đặc biệt là ở miền đông Ukraine, nơi đang diễn ra những trận chiến khốc liệt nhất và nơi các lực lượng Nga tiếp tục giành được nhiều tiến triển tích cực. Các cuộc tấn công trên bán đảo sử dụng vũ khí phương Tây đã khiến Nga tức giận, khiến nước này phải cảnh báo Mỹ về hậu quả mà Washington sẽ phải đối mặt nếu cung cấp vũ khí tiên tiến cho Kiev. Theo các quan chức Ukraine và phương Tây, Nga đã phản ứng trước sự gia tăng các cuộc tấn công vào Crimea bằng cách điều động các hệ thống phòng không từ Kaliningrad và các vùng khác. Điện Kremlin cũng lần đầu tiên điều động hệ thống phòng không S-500 Prometheus tới chiến trường. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, tướng Kirill Budanov, nói với các phóng viên vào tháng trước. Jones, một công ty tình báo quốc phòng ở London cho biết các nhà phân tích của họ đã xác nhận trực quan việc triển khai ít nhất thành phần tada của S-500 tới Crimea. Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 16 tháng 7 đưa tin một vụ đấu súng dữ dội đã nổ ra giữa bảy lính đảo ngũ của quân đội Ukraine và lực lượng biên phòng của nước này khi họ tìm cách đào tẩu qua biên giới giữa vùng Odessa, Ukraine và nước Cộng hòa Moldova. Nguồn tin của RIA Novosti cho hay, Khoảng một tuần trước, 7 binh sĩ, trong đó có 4 người mới được huy động và 3 người đang tham chiến đã bỏ trốn. Họ bị lực lượng biên phòng Ukraine chặn tại biên giới và tìm cách khống chế. Tuy nhiên, nhóm lính này đã chống cự quyết liệt. Quả đầu súng dữ dội đã khiến lực lượng biên phòng Ukraine phải rút lui và chịu tổn thất. Theo RIA, 7 người lính đào ngũ sau đó vứt bỏ vũ khí và quân hàm xuống sông để trở thành những dân thường không tham gia chiến đấu và được bảo vệ theo các quy định về người tị nạn. Trước đó trả lời khẳng tin RT Nga, ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào Kia Together with Russia, cho biết số lượng lính đào ngũ trong lực lượng Ukraine ở vùng tiền tuyến Zaporizhia đang tăng mạnh. Nhiều binh sĩ đang rời khỏi vị trí chiến đấu của mình và chạy trốn khỏi các đơn vị quân đội. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng may mắn đảo tẩu thành công. Hôm 15 tháng 7, theo tờ Stana Ukraina, lính biên phòng Ukraina ở vùng Odessa đã bắn chết một người đàn ông đang chạy trốn về phía Transnistria, vùng ly khai của Cộng hòa Moldova. Vụ nổ súng cách biên giới với Chanistia khoảng 30 km, lực lượng biên phòng Ukraina đã đuổi theo xe của một cư dân Odessa 29 tuổi, trên xe lúc này chở theo ba người khác. Sau khi chiếc xe bị chặn và buộc phải dừng lại, một người trên xe bắt đầu bỏ chạy, lính biên phòng Ukraina đã bắn hạ anh ta bằng súng lục. Thông tin từ Stana cho biết cả bốn người trên xe, tính cả lái xe, đều là lính đảo ngũ. Họ đã trốn khỏi khu huấn luyện vùng Pondos và tìm cách tới Transnistria. Báo cáo của cục biên giới nhà nước Ukraine tháng 12 năm 2023 cho biết lực lượng biên phòng nước này mỗi ngày bắt giữ được 20 tới 25 người tìm cách rời khỏi Ukraine một cách trái phép. Theo cơ quan biên giới quốc gia Ukraine, kể từ tháng 2 năm 2022, đã có 40 người chết đuối ở sông Tisa ở biên giới ukraine Romania khi tìm cách vượt sông. Thiết quân luật được ban hành tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Một ngày sau đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh tổng động viên. Đàn ông từ 18 đến 60 tuổi bị cấm rời khỏi Ukraine trong thời gian thiết quân luật. Trốn tranh nhiệm vụ quân sự trong thời gian điều động có thể bị phạt tù tới 5 năm lệnh triệu tập có thể được trao dưới nhiều hình thức khác nhau. Đã xuất hiện các đoạn video cho thấy lệnh triệu tập được trao trên đường, tại trạm xăng và trong quán cà phê. Tuy nhiên, tờ Ukraina Watch cho biết, theo thống kê của các chỉ huy quân đội Ukraine, cứ 10 người dân Ukraine được điều động thì chỉ có một người sẵn sàng chiến đấu. Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 108 Ukraine ngày 13 tháng 7 đăng video triển khai thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, Duran FBV tự sát nhắm vào một xe tăng T-62 Nga đang đứng yên trước hàng rào răng rồng chuyên dùng để ngăn tăng thiết giáp. Chiếc xe tăng được bọc thép phủ kín hầu như toàn thân theo dạng mai rùa, biện pháp được lực lượng Nga thường xuyên áp dụng trong những tháng qua nhằm bảo vệ khí tài khỏi các cuộc tập kích của Duran FBV tự sát. Video quay bằng máy bay không người lái UAV chính xác cho thấy một drone FPV lao vào phần trên của giáp mai rùa, tạo ra vụ nổ và cột khói bốc lên dài đặc, song dường như chịu phá được lớp giáp bên ngoài, không gây thiệt hại cho xe tăng. Lực lượng Ukraine sau đó triển khai thêm một drone FPV để tung đòn đánh bội quả đạn tập kích vào lỗ thủng trên giáp mai rùa mà chiếc drone đầu tiên tạo ra, đòn đánh làm xe tăng Nga bốc cháy và bị vô hiệu hóa. Lữ đoàn 108 Ukraine bình luận, Lính Nga tưởng rằng họ được trang bị cấu trúc bảo vệ dạng này lên nắp xe tăng, nó sẽ giúp chiếc xe tăng được bảo vệ tuyệt đối khỏi Tuy nhiên, tổ vận hành Skyfrog thuộc lữ đoàn đã chứng minh điều ngược lại. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Lực lượng Nga bắt đầu triển khai xe tăng dạng mai rùa từ tháng 4, tuy không thể chống lại đạn pháo, tên lửa chống tăng hay mìn. Nó được coi là phương pháp hiệu quả để ứng phó The Run FPV, khí tài đang được sử dụng phổ biến trên chiến trường. Đạn FPV thường chỉ mang đầu nổ nặng một hoặc vài kg nên không thể gây sát thương lớn cho xe tăng khi vướng sát mai rùa. Chiến thuật tập kích kép là phương pháp mà Lữ đoàn 108 sử dụng để khắc phục nhược điểm này, mô phỏng cơ chế gây sát thương của đầu đạn chống tăng. Theo chuyên gia quân sự David AC của Forbes, các đầu đạn chống tăng hiện đại thường có hai liều nổ độc lập. Liều nổ đầu tiên sẽ xuyên phá sát mở đường cho liều nổ thứ hai lao vào và phát nổ bên trong, tối đa hóa sát thương gây ra. AC cho hay Phương pháp tập kích của nhóm Skyforce khi tấn công xe tăng Mai rùa đã biến cặp The Run trở thành đầu đạn kép như vậy. Một The Run khoét lỗ ở lớp giáp Mai Dùa tạo điều kiện để chiếc thứ hai lao vào, tung đòn hủy diệt. Dù vậy, việc điều khiển The Run FBV đánh trúng cùng một vị trí không phải dễ thực hiện, do đây là khí tài tương đối khó điều khiển. Theo chuyên gia AC, chưa chắc các đơn vị Ukraine có thể áp dụng nguyên nguyện phương pháp này như tổ vận hành The Run của lữ đoàn 108 cũng không rõ liệu các xe tăng lắp ráp mai rùa khác của Nga, đặc biệt là các dòng hiện đại hơn T-62, có sẽ bị tổn thương như vậy trước chiến thuật tập kích kép bằng Duran FPV hay không. Chuyên gia của Forbes cho biết, không phải giáp mai rùa của xe tăng nào cũng thô sơ như nhau. Một số được chế tạo từ kim loại phế liệu, số khác được thiết kế và lắp đặt cẩn thận hơn nên mang tới khả năng bảo vệ tốt hơn.